Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Anh xem trên lưng của con rồng kia có người. Hả, lại có người có thể thuần phục được Hắc Ám Long Vương và lại còn lấy nó làm vật cưỡi. Mau nhìn kia là La Sát Đại Thần. Ngầu quá đi, sao bọn họ làm được thế, kia là Hắc Ám Long Vương đó. Hôm qua tôi nhìn thấy video anh ấy giết Hắc Ám Long Vương trên diễn đàn, thực sự rất sốc. Loại cảm giác được mọi người chăm chú thật là tuyệt. Tiểu công chúa, cậu bớt tự luyến đi. Bên dưới nhiều người như vậy, hình như đang đợi gì đó, chúng ta xem tình hình trước rồi nói. Đội trưởng nhìn kìa, Thụ Chi Thần xuất hiện rồi. Là Thụ Chi Thần. Lát nữa tất cả theo sát tôi, lần này tuyệt đối không thể bị tên Túc Túy kia qua mặt nữa. Túy Tửu Cao Ca. Anh, mau nhìn kìa, là đám người Túy Tửu Cao Ca. Biết ngay bọn họ sẽ phục kích mà, tất cả mọi người chú ý, lát nữa vào hốc cây. Vâng. La Sát huynh đệ, kia chính là boss Thụ Chi Thần của tầng này. Nhưng mà hình như có hai nhóm người đang tranh giành Thụ Chi Thần ở bên dưới. Chúng ta cũng qua đó đi. Thật hưng phấn, để tôi xem ai dám cướp boss của ông đây. Hốc ấy quá nhỏ, Hắc Ám Long Vương không thể vào được, chúng ta phải xuống thôi. Cự Thần đại ca, lát nữa anh đi ở phía trước, Long Vương ở phía sau. Trong hốc cây rất tối, sau khi vào trong mọi người phải theo sát, nhất định phải cẩn thận. Được. Thứ gì vậy? Là thụ nhân, mọi người mau tránh ra. Mọi người dùng thuộc tính lửa tập trung vào nó. Long Vương, cậu sao rồi? Tiêu rồi, Long Vương bị trúng độc rồi, tiểu công chúa mau giải độc cho cậu ấy. Được. Kỹ năng lọc sạch. Tôi kéo thù hận mọi người mau tấn công. Kỹ năng trấn thiên hống. Cho ngươi nếm mùi hỏa diễm xúc lực tiễn của ta. Ô, sát thương cao quá. Xem ra tính kháng lửa của những con thụ nhân này rất thấp. Chúng ta mau thu dọn chiến trường, còn phải mau chóng đi tìm boss. Hai nhóm người phía trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Nhưng mà... con đường nào thông đến chỗ boss đây? Có 4 hốc cây, nếu như chúng ta chia ra để tìm đường, không chỉ nguy hiểm mà còn quá tốn thời gian, phải làm sao đây? Nếu chia nhau ra để tìm, tôi có một cách. Tiểu Hề, mau ra đây, búp bê ma của ngươi giúp ta tìm đường. Nơi này tối quá, chủ nhân của ta. Các búp bê ma các ngươi đừng sợ tối. La Sát, may mà có cậu, nhiều búp bê ma tìm đường như vậy, có bao nhiêu lối rẽ đi chăng nữa cũng không sợ. La Sát huynh đệ, sao cậu nghĩ ra được ý tưởng này thế? Tôi cũng là vừa mới nghĩ ra. Túc Túy, Thụ Chi Thần này là bọn ta phát hiện ra trước, vậy nên trận này ngươi thua rồi. Bớt nhiều lời, đánh bại được Thụ Chi Thần mới tính là ngươi thắng.
quả nhiên vẫn là bọn họ đến trước. Đừng lo, thụ chi thần chắc là không dễ đối phó, chúng ta trốn ở phía sau xem tình hình rồi nói. Được. Cẩn thận có độc, mau uống thuốc. Miễn dịch độc tố. Anh, bọn họ có chuẩn bị mà đến, làm sao đây? Đừng lo, sự đáng sợ thật sự của thụ chi thần không phải nằm ở độc tố của nó, cứ đợi mà xem. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.